Đây, shop ăn ra tại địa chỉ 41 ngõ 87 Nguyễn Sắc Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con điều hòa cửa sổ Kozumi nhé. Đời 2014, máy chạy siêu êm luôn. Dòng này là dòng 8000 BTU mọi người nhé. Con này thì dùng cho phòng được khoảng 13, nhìn nói chung 15 mới rút lại. Máy thì rất là thích, rất là đẹp. Máy đã được vệ sinh kỹ, test kỹ và mọi thông số hoạt động rất là ok luôn. Đây mọi người nha, mình đang quay trực tiếp cái sản phẩm cho mọi người nhìn. Đây mọi người nha. Đây là thông số kỹ thuật mọi người nha. Đấy, quay rất là rõ mọi người. Tiêu thụ điện tầm 600 đến 615W này. Giật lốc thì rơi vào khí 6 khí 8 này. Đời 2014 này. Máy thì vừa lên nóc rồi, lên cạnh này nó bơm tắt rồi, rất là êm luôn mọi người nhé. Như cái quạt hơi vòng chút rồi. Thì đây là phía sau nhé, đây là dàn phía sau. Thì nguyên tắc của nó nóng đây và lạnh trước, thì mọi người cứ thoát nóng là ok thôi. Cái này rất là ok luôn. Dòng này cũng nhận khiển từ xa mọi người nhé. Từ xa. Nếu mọi người có nhu cầu về con điều hòa cửa sổ nằm bãi này thì có thể liên hệ trực tiếp với bên mình nhé, để nhận thêm thông tin chi tiết của sản phẩm nhiều hơn. Và có những bên mình rất nhiều sự lựa chọn mọi người nhé, có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên mình.